Chào các bác nhá, thì con đây là con chòe than mồi. Con này thì mình đã nuôi được 4 mùa rồi nhá. Con chim này thì cũng đi bẫy rất nhiều chim. Thì con này là lúc mình mua về là con chim chòe than nó cũng đã hót rồi, nhưng mà nó có cái tật là lộn cầu, là rất là lộn như siếc luôn. Nhưng mà trong quá trình mình mua về mình đã trị nó thì con chim này gần như là hết lộn cầu luôn nhá. Và giờ nó là con chim mồi. Và cũng đã bắt được rất là nhiều chim rồi nhá. Thì còn đây là con chim bánh tẻ. Nuôi non lên con chim này là con chim mái các bác nhé. Thì lý do em nuôi con chim mái này, em muốn huấn luyện một con chim mái lên để sau này kẹp với một con chim trống làm mồi đi bắt chim ở ngoài. Thì con mái này là nuôi cuối vụ này lên đây. Thì video này xin chia sẻ với một số anh em về cái đam mê về chơi con chim chòe than nhé. Thì đây là con chòe than mồi. Như các bác đã biết, con chim nhìn con chim rất là xác và nhìn con chim nó rất là yếu chim. Bởi vì lý do là nó đang thay lông các bác. Con chim này thay lông thì nó được từ 80-90% rồi. Nó chỉ còn một ít nữa là con chim này hoàn chỉnh thay lông hoàn chỉnh nhé. Thì con chim bổi mà non nuôi lên này, mái này thì nó đã bắt đầu đang thay lông này, đang rụng lông và đang thay lông nhiều này. Con này đang thay lông nhiều này, rụng rất là nhiều lông ở dưới đây. Thì trong quá trình chơi chim cảnh và nuôi con chòe than thì mỗi người có một cái sở thích, mỗi người có một cách nuôi riêng. Thì trong quá trình nuôi thì em thì có rút ra một số kinh nghiệm về con nuôi con chòe than này, thì chia sẻ với anh em cùng cái đam mê. Vào cái thời điểm con chim chòe than bắt đầu chuẩn bị thay lông vào mùa thay lông thì chúng ta nên có chế độ chăm sóc và như thế nào để cho con chim chòe than nó xuống lông đều và nó ra lông đều, và con chim nó có một bộ lông rất đẹp sau khi thay. Thì cái dấu hiệu để con chim nhận biết con chim chòe than chuẩn bị thay lông, cái quan trọng chúng ta phải nhận biết được cái dấu hiệu chuẩn bị thay lông là con chim chòe than là chúng ta để ý là nó sẽ ít hót hơn, và cái tiếng hót của nó sẽ ngắn hơn những lúc nó căng. Đó. Lúc nó căng có thể hót 7-8 tiếng, nhưng mà đến lúc bắt đầu chuẩn bị thay lông bắt đầu yếu thì nó chỉ hót được 4-5 tiếng thôi, và con chim ít vận động hơn, hay đứng rỉa lông và xù người. Thì đó là cái biểu hiện con chim bắt đầu chuẩn bị vào thay lông. Thì vì sao chúng ta phải nắm bắt cái giai đoạn con chim nó chuẩn bị thay lông đấy, để chúng ta làm sao cho con chim nó thay lông đều, rụng đều, xuống đều. Thì theo cái kinh nghiệm nuôi của em thì riêng con chim khi em đã để ý và thấy nó đang ở cái thời điểm mà bắt đầu để thay lông thì em hay chuyển cám cho nó ăn. Thông thường thì em hay cho ăn cám dành cho chòe ở những cái thời điểm mà nó đang ngót nhiều, thì cám và mồi tươi là nhiều. Nhưng đến cái thời điểm bắt đầu em nhận biết được nó dấu hiệu nó thay lông thì em hay chuyển cám các bác ạ. Cái cám em chuyển cho nó, con chim chòe than này nó xuống lông đều để nó ra lông theo từng một đợt một, thì em chuyển thành cái cám, mà là cái cám này là, như các bác nhìn đây, cái cám này là cám gà con nhé, cám cho dành cho gà con 20 ngày tuổi. Em sẽ chuyển nó ra thành ăn cái cám này khi bắt đầu dấu hiệu thay lông. Thì cái cám này, mục đích của cám này là cho con chim chòe than nó ăn thì nó xuống lông rất là nhanh, rất là đều. Cái cám này là con chòe than này nó ăn này. Thì chúng ta quan sát là khi nó ăn cái cám này thì trong cái thời gian 1-2 ngày là cái lông nó xuống rất là nhiều. Thì cái mục đích của mình là muốn cho con chòe than nó xuống lông đều thì nó sẽ ra lông đều. Thì một cái bộ lông mới nó sẽ đều và nó sẽ đẹp hơn. Đó. Em sẽ chuyển thành cám gà con trước khi thay lông. Và khi em để ý con chòe than nó xuống lông nhiều thì bắt đầu em lại chuyển sang cái cám tốt dành cho chòe than để dưỡng cho nó. Và em sẽ bổ sung thêm châu chấu cào cào, sâu quy, và thỉnh thoảng một ngày thì em cho nó thêm 1-2 miếng thịt nạc, thịt lợn được, thịt bò được, làm tốt để con chim nó có cái chất dinh dưỡng để bắt đầu cái bộ lông mới nó ra.
Cái quan trọng là chúng ta phát hiện ra bắt đầu thời điểm nó thay lông thì chúng ta cho nó chế độ ăn để cho nó rụng hết ra, cho nó xuống hết lông. Và bắt đầu xuống lông thì xuống lông đều xong thì chúng ta sẽ chuyển sang cái chế độ ăn cho nó nhiều chất dinh dưỡng, bổ sung thật nhiều để con bộ lông nó ra rất là đều và là rất nhanh đều và đẹp. Thì con này thì đã thay gần như thay xong rồi các bác. Đó, những cái lông nó nhìn vẫn còn yếu. Thì bây giờ chúng ta sẽ bổ sung cái chất thức ăn thật nhiều, cám tốt và mồi tươi nha. Chủ yếu là cào cào châu chấu, sâu. Thì thỉnh thoảng bổ sung thêm một hai miếng thịt. Thì con này lý do là em cho mấy cống nước này vào nó tắm ngay, nó cứ tắm trong cái cống này, lý do là mấy ngày nay gần một tuần này em không cho nó tắm. Theo quan điểm của em là khi con chuột than này là nó thay lông, nó xuống lông thì bắt đầu những cái cọng lông mới ra thì nó chưa được hoàn chỉnh. Thì con chuột than này thì chất 28, nếu chúng ta ở cái thời điểm mà nó thay lông mà chúng ta cho nó tắm thì con chuột than này nó sẽ tắm và nó sẽ có cái tắm xong khi lông nó ướt thì con chuột than này các bạn thấy nó hay rỉa lông, bới lông, rỉa lông. Thì khi cái lông mới ra thì nó chưa ra hết, cái lông nó mới nhú ra cho hết thì con chim nó ướt thì nó thường thường nó sẽ rỉa thì làm cho cái lông nó dễ hư, cái lông mới ra nó rất là dễ hư. Đó, có thì nó nhổ luôn ra. Đó, nó ướt nó dính. Thì để tránh cái tình trạng mà con chim nó làm hỏng cái lông mà nó mới ra thì theo quan điểm của em nhé, còn các bác thế nào thì em không biết, nhưng mà cái lúc nó đang xuống lông rồi bắt đầu nó đang thay lông dở ra em không cho nó tắm trong một thời gian để cho nó ra hết bộ lông. Khi em quan sát nó như thế này, nó ra hết bộ lông thì một vài ngày nữa em sẽ bắt đầu cho nó tắm để đảm bảo là cái bộ lông của nó ra là mới ra đó thì nó không làm hư cái bộ lông để con chim nó ra nó đẹp bóng mượt hơn. Đấy, con chim chuột than này thì nó thường xuyên được tắm nhưng mà trong vòng tuần hơn tuần nay nó chưa được tắm nên là chúng thấy nước là rất là thích, nhưng mà em hạn chế cho nó tắm trong cái mùa thay lông này. Thì con này thì bắt đầu rụng đều hết rồi này, bắt đầu ra hết rồi. Thì con này nó cũng mất khoảng một tuần nữa thì con này nó cũng sẽ hoàn chỉnh. Đây con chim mái. Thì em cũng chăm sóc theo kiểu như con chim này thôi. Để cho nó xuống lông, nó đang xuống lông hết, nó đang ra hết lông, các bạn để ý này. Đó, mồi tươi, cám tốt. Và em bổ sung thỉnh thoảng cho thêm một hai miếng thịt. Còn với cái cách chúng ta nuôi ở cái thời điểm mà nó đang ra lông như này thì theo quan điểm của em thì lúc con chim nó bắt đầu ra lông nhiều thế này thì con chim thì thường thường là nó sẽ rất ít hót và ít vận động, bởi vì con chim nó yếu, nó cần chất dinh dưỡng để nuôi cho lông. Vì vậy ngoài cái chế độ chúng ta nuôi cho ăn chất dinh dưỡng, cho ăn cám tốt và đúng cái thời điểm, cái thứ hai nữa là ở cái lúc chúng ta treo nó, chúng ta cho nó vào lồng thì theo em tốt nhất là những con chim mà lúc cái thời điểm nó đang ra lông mạnh như thế này chúng ta nên để nơi chỗ nó yên tĩnh, nghĩa là con chim nó không sợ hoặc là không hoảng một cái gì để nó nhảy đi nhảy lại, nó hoảng nó hốt trong cái thời gian đang thay lồng. Có thể là nó hoảng, có thể là nó hoảng quá nó nhảy loạn cái bộ lông cũng dễ hư, và con chim nó không thể bình tĩnh, nó không yên tĩnh để nó thay cái lông. Thì mình cứ nên cho nó, theo em là mà chúng ta để một cái nơi nó yên tĩnh hơn để cho nó thay xong cái bộ lông rồi như thế này. Thì vài lúc nữa con này em sẽ treo ra ngoài, bình thường em sẽ phủ áo lông để nó hở áo lông một xíu thôi cho nó ăn uống, cho nó bình tĩnh, cho nó yên tĩnh và nó thay bộ lông mới. Thì đây là cái quan điểm cá nhân của em về chăm sóc con chim chuột than vào mùa thay lông. Cái quan trọng của em là em muốn phát hiện là con chim bắt đầu vào cái thời điểm bắt đầu chuẩn bị thay lông thì em sẽ thay đổi cái chế độ ăn uống cho nó để cho con chim này nó xuống lông đều. Và khi nó đã xuống lông thì em sẽ lại chuyển sang một cái chế độ ăn thật là tốt, nhiều dinh dưỡng để con này nó thay lông theo, nó sẽ ra lông đều. Và khi ra lông đều rồi quan sát và khi nó đã có bộ lông đẹp rồi, thế này lại bắt đầu chuẩn bị chúng ta lại dưỡng nó rồi cho tắm tát rồi cho phơi nắng để cho bộ lông nó là đẹp. Thế con chim nó không được tắm thì con này nó cứ thấy cống nước là tắm, bởi gần chục ngày nay em không cho nó tắm nha các bác nhé. Còn
quan điểm về con chuột than thì mỗi người một cái cách nuôi, mỗi người một cái quan điểm riêng. Thì đây là cá nhân của em chia sẻ nhé, giao lưu nhé, mục đích chính là giao lưu với các bác. Video này em lại xin được dừng vào đây và hẹn gặp lại các bác ở cái video sau nhé. Chào và hẹn gặp lại.